không thức ăn không nước uống, cặp đôi xa lạ này phải khỏa thân hoàn thành thử thách sinh tồn kéo dài 21 ngày trên hoang đảo. Và phần thưởng cuối cùng là 100.000 USD. Địa điểm được thử thách lần này là Kalai Mừng Tan, hòn đảo lớn thứ 3 thế giới. Người đầu tiên xuất hiện chính là Julie. Cô ấy 40 tuổi và là giáo viên hướng dẫn sinh tồn nơi hoang dã bán thời gian. Đối tác của cô là Zed, anh ấy sinh năm 1990. Anh đã từng sống sót trong tuyết âm 30 độ trong 7 ngày. Nghe nói thử thách này có phần thưởng là 100.000 USD, nên mẹ anh đã bí mật đăng ký cho anh ấy. Sau khi cởi hết quần áo, Julie và Zed gặp nhau tại địa điểm được chỉ định. Sau khi đo kích thước của nhau, cả hai cùng cười ngượng ngùng. Ngoại trừ hai người họ, còn có đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp đi theo. Buổi tối đoàn chụp ảnh sẽ về khách sạn nghỉ ngơi và chừa chỗ cho hai người chơi thoải mái tâm sự. Cả hai nhanh chóng lấy bản đồ ra, họ phải đến nơi được chỉ định trước khi trời tối, sau đó bắt đầu sống ở đó trong 21 ngày. Con đường này đầy chông gai, hai người đều đi chân trần và phải cẩn thận trong mỗi bước đi. Sau khi vượt qua địa hình gồ ghề, cuối cùng cả hai cũng đã đến đích. Tin tốt là ở đây có một con sông, vì vậy sẽ không còn lo về nước uống. Bây giờ họ chỉ cần xây một nơi trú ẩn và sinh sống là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai người là những chuyên gia về sinh tồn nơi hoang dã, vì vậy xây dựng một nơi trú ẩn là một điều dễ dàng. Bây giờ là thời điểm hạnh phúc nhất và tạm gác lại cuộc thi trước. Trong lúc cả hai bắt đầu nhập cuộc, một con lợn rừng bất ngờ đột nhập vào trại. Lợn rừng thường di chuyển vào ban đêm, những chiếc răng nanh sắc nhọn dài 10 cm, nhưng hôm nay nó đã gặp Zed, một người cứng rắn và ít nói. Zed đang lo lắng ngày mai ăn gì, nhưng nếu có một con lợn rừng là có thể đủ thức ăn cho 10 ngày, vừa định hành động, không ngờ con lợn rừng bỏ chạy trước. Zed đang rất chán nản, may mắn thay có sự an ủi của Julie, người dì 40 tuổi và chàng trai 20 tuổi sống sót nơi hoang dã, và cả hai không có mặc quần áo. Sáng hôm sau, Zed bắt đầu bận rộn với cuộc sống của mình. Anh cũng tự tin bắt đầu giảng dạy trước ống kính. Tuy nhiên, giây tiếp theo mặt Zed sưng tấy, anh đã làm việc trên cây gậy hầu hết thời gian trong ngày, thậm chí còn không thấy tia lửa nào. Anh bảo là do trời quá ẩm và cành cây quá mềm, không có cách nào để sống cả. Julie ở một bên không thể chịu đựng được nữa, cũng đã thử nó, nhưng nó vẫn kết thúc trong thất bại. Zed chạy đến con sông gần đó và tắm nước lạnh. Ban đầu nước này dùng để uống, nhưng họ không dám uống trực tiếp. Sau đó Zed tìm được nguồn nước khác, trông rất trong và sạch. Anh đã làm việc thể chất quá nhiều trong 2 ngày qua, Zed cảm thấy như mình thực sự bị mất nước, dù có vi khuẩn hay không, anh cũng bí mật uống nó mà không nói với Julie. Sau khi Zed trở về trại, Julie vẫn đang nhóm lửa, lúc này, cô mệt đến mức khó thở. Vào ban đêm, Julie đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nguyên nhân có thể là do không ăn thức ăn quá lâu và mất nước, cô không thể cùng Zed tập thể dục. Buổi sáng ngày thứ 3, Julie vẫn còn yếu, Zed đã bí mật uống chút nước, rõ ràng là đã tốt hơn nhiều. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy người bạn đồng hành của mình đau đớn, vì vậy anh đã đưa Julie đến nơi mà đã tìm thấy nước ngày hôm qua. Julie mở miệng và co rúm lại không nói được lời nào. Nhưng xét cho cùng thì đây không phải là giải pháp lâu dài, điều quan trọng nhất là thắp lên ngọn lửa. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của hai người, lần này cuối cùng đã thành công, ngọn lửa bùng lên không chỉ nâng cao công việc của họ, mà đây còn là sự khởi đầu may mắn của họ. Những ngày tiếp theo, họ tập thể dục thường xuyên và mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp hơn, còn có bắt được những con cá sẽ không còn lo về việc bổ sung protein. Vào ngày thứ 6, Julie thậm chí còn bắt được một con rùa nhỏ nặng 5 pound. Cuộc sống nhỏ bé này đơn giản là không quá thoải mái, nhưng họ nghĩ nếu có thể tiếp tục như thế này thì có thể sống yên bình cho đến ngày cuối cùng. Và thử thách thực sự có dễ dàng như vậy không? Hôm nay là ngày thứ 7. Trời đột nhiên bắt đầu mưa to, ngọn lửa khiến Julie và Zed phải mất 3 ngày mới bắt đầu đã được dập tắt hoàn toàn. Hai người vừa đói vừa lạnh, chỉ có thể trốn vào trong lều để cùng nhau sưởi ấm. Zed thực hiện liên tiếp nhiều chiêu thất truyền, nhưng vẫn lạnh cóng, mưa càng lúc càng nặng hạt. Một thân cây khổng lồ rơi cách họ 2 mét. Nếu điều này tiếp diễn, phần thưởng 100.000 USD thực sự khó nhận được. Cho đến ngày thứ 10, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Nhưng lúc này, cơ thể Zed khó có thể chịu đựng được. Anh cảm thấy yếu đuối toàn thân, anh cảm thấy như đầu muốn nổ tung, và tay anh cứ run lên. Đêm đó anh ấy cũng sốt cao, ngay cả người sắt cũng không thể chịu đựng được. Thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Julie nhanh chóng gọi đội chương trình tới giải cứu. Các nhân viên y tế chỉ có thể đợi đến khi mực nước sông rút rồi mới lao qua. Lúc này, nhiệt độ cơ thể của Zed đã tăng lên 40 độ. Sau khi kiểm tra, họ dự đoán Zed đã bị nhiễm một loại vi trùng nào đó. Bác sĩ nghĩ có thể là bệnh tả, bệnh thương hàn, sốt xuất huyết và thậm chí cả sốt rét. Nếu không nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị, rất có thể cả làng sẽ đến ăn cháo khuya. Các nhân viên y tế nhanh chóng bế Zed xuống nước để hạ nhiệt cho anh. Sau đó họ đưa anh ấy trở về. Bây giờ chỉ còn lại Julie để thách thức. Độ khó chắc chắn đã tăng lên gấp nhiều lần. May mắn thay, Julie không phải là người chỉ dựa dẫm vào đồng đội của mình. Julie lại đốt lửa lên thành công, nhưng cô ấy đã không may mắn như vậy trong vài ngày tới. Bẫy cá duy nhất để có được thức ăn, thậm chí còn không bắt được một con cua nhỏ. Julie bắt đầu cảm thấy bất lực, cả trái tim và cơ thể cô đều không thể chịu đựng được. Vào ngày thứ 18, cuối cùng Julie đã chọn rút lui khỏi cuộc thi.
thật là đáng tiếc, bởi chỉ cần cô kiên trì thêm 3 ngày nữa thì thử thách sẽ thành công. Khoản tiền thưởng 100.000 đô la vừa trôi qua cô ấy, nhưng sự thật quá tàn khốc, thật không dễ để một Julie 40 tuổi có thể kiên trì đến tận bây giờ. Trong 18 ngày sinh tồn này, cô ấy đã giảm tổng cộng 14kg, và Jeff cũng giảm được 7kg. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu, phụ nữ giảm cân nhiều hơn nam giới. Mình là Sói Ngốc, hẹn gặp bạn ở các video tiếp theo.